Trong tác phẩm này vẫn là không đồng. Giá trị của tác phẩm này đó chính là không đồng. Để chúng ta sẽ cùng đấu giá cho tác phẩm này đó. Và xin mời cánh tay quay rằng, và xin mời anh Thành. Anh Thành rất mạnh dạn đã trả cho tác phẩm này với giá trị là 10 triệu đồng. Chúng ta vẫn còn cái thời gian này sẽ suy nghĩ. Hôm nay đúng không? Sau tác phẩm này vẫn còn là một tác phẩm nữa. Nhưng mà chúng ta đang đấu giá cho tác phẩm xanh này. Tác phẩm này anh Thành đã trả lên tới 10 triệu đồng rồi ạ. Tiếp tục đi ạ. Đã có những thời gian để mọi người chúng ta suy nghĩ. Đón nhận tất cả ngày hôm nay đối với bàn giao tay ba.
Và lần nữa chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho hai chủ nhân mới, đặc biệt là chủ nhân anh Thành đã sở hữu cho tác phẩm xanh.